Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Bạc Liêu luôn coi việc học tập tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu thay đổi thái độ, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần đưa thành phố Bạc Liêu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên tại các chi bộ đảng bộ. Từ việc học Bác đã xuất hiện nhiều cách làm theo hiệu quả gắn với thực tiễn công việc của từng cơ quan đơn vị. Thời gian qua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch học tập chuyên đề hàng năm gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy còn hướng dẫn các chi bộ, đảng ủy xây dựng bản rèn luyện cam kết. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Thành ủy Bạc Liêu, hầu hết các đơn vị đều xây dựng mô hình, khẩu hiệu hành động, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đề ra nội dung đột phá của đơn vị để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ngoài việc học tập tấm gương đạo đức của Bác, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố còn triển khai lồng ghép việc thực hiện chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc. Bên cạnh đó, các cá nhân tại các đảng ủy, chi bộ xây dựng cam kết rèn luyện của cá nhân và các công trình phần việc cụ thể. Để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi chiều vào chiều sâu và có hiệu quả hơn, thì Ban Thường vụ đã chỉ đạo cho các đảng bộ, chi bộ của toàn thành phố là xây dựng, đăng ký và xây dựng các công trình phần việc thiết thực cụ thể và có những cái khẩu hiệu hành động mà nó gắn với cái nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Thì qua đó cũng có một số mô hình được xem là tiêu biểu của thành phố, ví dụ như là mô hình về camera an ninh của lực lượng công an để nhằm quản lý địa bàn, quản lý tình hình an ninh trật tự. Rồi mô hình giờ làm việc thứ 9, rồi mô hình là trao giấy chứng nhận, rồi hoặc là gửi thư chia buồn, gửi thư chúc mừng của đơn vị phường 3. Rồi đặc biệt là mô hình mà được tỉnh tuyên dương, đó là mô hình 3 trong 1 của đảng ủy phường 5, đó là việc cấp giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm và nhập khẩu. Nhập khẩu đó là 3 trong 1 của đảng ủy phường 5, thì được nhân dân ủng hộ rất là cao và được nhân rộng ra cả tỉnh. Từ việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cách làm theo hiệu quả. Điển hình như tại đảng ủy phường 5, đảng ủy có tổng số 15 chi bộ với trên 270 đảng viên. Mỗi chi bộ đều áp dụng khá hiệu quả bài học từ đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận dụng vào công việc thực tế hàng ngày tại đơn vị. Đơn cử như tại bộ phận một cửa của đảng ủy phường, phần đông cán bộ còn khá trẻ, tác phong và thái độ làm việc đôi lúc còn nóng vội, giải thích những thắc mắc của dân còn chưa thật sự vui vẻ. Nhận thấy được khuyết điểm trên, từ tháng 10 năm 2016, đảng ủy phường đã mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình, trong đó hiệu quả nhất phải kể đến là mô hình 3 trong 1. Đây là mô hình vừa đăng ký khai sinh, vừa nhập khẩu và làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Khi người dân đến liên hệ để làm thủ tục khai sinh, cán bộ phường sẽ thu thập đầy đủ thông tin và giấy tờ liên quan. Sau đó, hẹn người dân trong một tuần để hoàn thành các thủ tục khai sinh, nhập khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, Bộ phận Tư pháp và Hộ tịch của Đảng ủy phường 5 đã hoàn thành trên 98 bộ hồ sơ từ mô hình 3 trong 1. Từ đó, giúp người dân rút ngắn được thời gian chờ đợi và phải đến phường nhiều lần để làm các thủ tục cho trẻ. Từ mô hình đã tạo sự đồng thuận và hài lòng của nhiều công dân. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác, như là đối với đảng viên thì phải làm những cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2018, đây là cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Còn đối với các chi bộ trực thuộc thì phải học mỗi chuyện mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Yêu cầu thì các chi đề này phải thảo luận sâu để hiểu rõ và liên hệ tình hình thực tiễn tại chi bộ cũng như đơn vị để tổ chức làm theo cho tốt hơn. Còn đối với các chi bộ đương chức của đảng ủy như công an, quân sự và chi bộ cơ quan thì đảng ủy tổ chức chuyên đề là mỗi tháng mỗi quý một lần. Và chuyên đề này là nêu sau khi báo cáo quan điểm tư tưởng của Bác, quan điểm của đảng và có liên hệ tình hình thực tiễn tại địa phương, xem việc học tập này như một đợt sơ kết và làm theo Bác theo một chuyên đề nhiệm vụ cụ thể. Vì qua làm theo thì cũng có nhiều mô hình, như là các đoàn thể là cũng xây dựng có mô hình của mình hết, nhưng mà tiêu biểu thì mô hình 3 trong 1 rút ngắn cái thủ tục hành chính về thời gian, cũng như là mô hình xin lỗi dân thì trễ hẹn cái thủ tục hành chính. Về thực hiện chỉ thị 12 thì sau khi là triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Ban Thường vụ Đảng ủy cũng xác định số điểm nhấn
một là rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế, quy trình làm việc. Thì qua đó thì ủy ban dân phường cũng như là một số chi bộ là tiến hành là chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế. Hai nữa là các đồng chí trong ban chấp hành phải là nêu gương, đó là xây dựng lịch công tác và gửi báo cáo về thường trực cấp ủy, đồng thời chấn chỉnh cái thủ tục kỷ cương hành chính. Thì ban thường vụ đảng ủy cũng nhắc nhở tại các cuộc họp như là có công văn chấn chỉnh. Thì đến thời điểm hiện nay thì không còn hiện tượng đi trễ về sớm, thái độ vô cảm nhân dân, rồi giờ giấc làm việc tốt hơn, không còn sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa giờ trực ban. Thì qua cái tổ chức thực hiện như thế thì chuyển biến rõ nét trong nhóm cán bộ công chức là thái độ tinh thần phục vụ tốt hơn, là không còn hiện tượng đi trễ về sớm và làm cái phương châm là hết việc chứ không hết giờ. Thời gian qua mình cũng có hay qua bên chỗ Ủy ban Nhân dân phường 5 làm một số giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập khẩu cũng như là khai sinh và thủ tục bên bảo hiểm cho các cháu nhỏ. Thì nhìn chung là qua quá trình mà làm việc ở bên phường á, thì thấy rằng là cái thái độ phục vụ của bên cán bộ và các cái cán bộ và phần thanh niên của phường rất là tốt, chu đáo, và các cái cách làm của bên phường giúp đỡ cho người dân giảm bớt được cái khoảng thời gian phải đi lại. Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố đang quản lý 57 người, gồm 37 người mắc bệnh tâm thần, trong đó có 10 đối tượng bị tâm thần đặc biệt nặng và 20 cụ già từ 60 đến 92 tuổi. Làm việc tại trung tâm có 11 cán bộ gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ, cấp dưỡng và 3 cán bộ làm công tác chăm sóc. Để hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, ban giám đốc trung tâm thường xuyên nhắc nhở cán bộ thông qua các buổi họp chi bộ, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ thế mà hầu hết cán bộ trung tâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, điển hình là cán bộ làm công tác chăm sóc. Trong đó phải kể đến là chị Bùi Thị Bích Hồng. Chị đã có 7 năm gắn bó với Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố. Công việc của chị Hồng bắt đầu từ 7 giờ sáng với những công việc gồm dọn dẹp, vệ sinh cho các trại viên, giặt giũ và lo ăn uống, ngủ nghỉ cho họ. Thậm chí khi người già trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội qua đời, chị và cán bộ làm công tác chăm sóc, tổ chức mai táng cho họ. Chị Hồng cho biết, lúc đầu đến nhận công việc, chị cứ ngỡ mình không thể trụ nổi với nghề. Bao nhiêu vất vả, từ việc chăm sóc đến việc chiều theo tính nết của các cụ trong trại. Nhưng khó khăn hơn hết vẫn là công tác chăm sóc cho người bị bệnh tâm thần. Đôi khi họ lên cơn và không làm chủ được hành vi, tiểu tiện và thậm chí là trút bỏ hết quần áo. Nhưng với cái tâm của mình, chị Hồng hết lòng chăm sóc cho họ, vì chị nghĩ rằng gia đình họ đã bỏ rơi họ, thì chị và cán bộ của trung tâm sẽ bù đắp bằng những tình thương ấm áp. Ngày tháng dần qua, công việc chăm sóc các thành viên của trung tâm đã trở thành quen thuộc đối với chị và các cán bộ nơi đây. Có lẽ ai đã từng chứng kiến cảnh chị Hồng đút từng muỗng cơm, dọn vệ sinh khi người trong trại tiểu tiện bừa bãi, thì mới thấu hiểu được nỗi vất vả mà chị và hai đồng nghiệp phải làm hàng ngày. Đúng như chị Hồng chia sẻ, phải là người thật sự có cái tâm thì mới trụ được với công việc hàng ngày của mình. 57 con người, 57 mảnh đời bất hạnh. Trong số họ, ắt hẳn chẳng ai muốn mình bị người thân ruồng bỏ. Chẳng ai muốn mình phải sống đơn độc lúc tuổi già. Và dĩ nhiên rằng, chẳng ai muốn mình bị bệnh tâm thần để phải lên cơn điên dại. Chính những người như chị Hồng nói chung, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố nói riêng, đã xoa dịu nỗi bất hạnh, thắp lên ngọn lửa ấm áp để những người sống trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội tin rằng trong xã hội vẫn còn những tấm lòng nhân ái. Qua quá trình học tập đạo đức phong cách của bác, thì Trung tâm Bảo trợ cụ thể quá cho cán bộ nhân viên về thứ nhất thì đặc điểm về chăm sóc đối tượng đặc biệt nhất, như thương người như thể thương thân, thì cụ thể quá ra thì hàng ngày thì cơm nước, rồi ví dụ bệnh là già ăn không nổi thì có một phần nấu cấp dưỡng nấu cháo, rồi lên đây thì các em điều dưỡng đút từng muỗng cho người già ăn, rồi ngoài nó ra thì tắm giặt, rồi lau chùi nhà cửa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh. Rồi kế tiếp nữa là ví dụ bệnh hoạn thì trung tâm có trang bị tủ thuốc trực. Cụ thể quá học tập theo bác thì anh em trung tâm thì có hàng thứ sáu thì có làm vệ sinh, rồi trồng cây xanh, rồi cây ăn trái, rồi vườn rau,
thì cũng là anh em cũng gắng cố gắng phát huy vì mà trại viên thân yêu, thì cũng là gắng cố gắng làm đạt niềm tin cho lãnh đạo của thành ủy, ủy ban thành phố và giao cho. Bản thân tôi cũng như tất cả các anh em trong đơn vị thì đều vận dụng đó vào công việc thực tế của mình, như phấn đấu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho dù có khó khăn, trở ngại rất nhiều trong công tác chăm sóc đối tượng. Thứ nhất thì ở đơn vị thì nuôi có rất nhiều đối tượng là tâm thần, rồi người già không có tự chăm sóc bản thân được, mà nhân viên phục vụ thì lại ít, chỉ có 3 người mà phải phục vụ tới 57 đối tượng, cho nên gặp rất nhiều khó khăn. Mà trước tiên thì phải học tập thì mình phải gắn liền với cái đạo đức của bác, thì mình đã học hỏi được làm như thế nào gắn bó được đối tượng và hiểu được đối tượng thì mình mới chăm sóc được. Thì bên cạnh đó, chăm sóc thì cũng có nhiều cái mình thấy là rất là an ủi, nhưng những người già mình đã giúp được một phần nào cho họ có cuộc sống cơ nhỏ này thì cuộc sống ấm áp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh một số chi bộ, đảng bộ, cá nhân điển hình học tập và làm theo bác vừa nêu trên, thì việc học tập bác tại một số đảng ủy, chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Cụ thể là việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ chưa đồng đều. Một số đơn vị vẫn chưa tập trung nghiên cứu đổi mới hình thức và nội dung, chưa kết hợp tốt giữa học tập và làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đặc biệt, một số chi bộ chưa nghiên cứu sâu đến nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình. Thực hiện việc học tập và làm theo còn mang tính hình thức, chiếu lệ, vẫn còn nghèo nàn về tư liệu. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên tác phong làm việc còn thiếu trách nhiệm, việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu thường xuyên thành lập đoàn đến một số đảng ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ thành phố để kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ thị 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Qua đó, để lãnh đạo thành phố nắm những cách làm hay trong việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và chỉ thị 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy để nhân rộng trong các đảng ủy, chi bộ. Đồng thời tìm ra những hạn chế để có giải pháp khắc phục, hướng đến mục tiêu tất cả cán bộ, đảng viên đều có chuyển biến tốt trong thực thi công vụ. Tại các buổi kiểm tra của chi bộ, đảng ủy, Ban Thường vụ thành phố Bạc Liêu luôn nhắc nhở các đơn vị và cho rằng cán bộ là cái gốc của công việc. Muốn có công việc tốt thì cán bộ phải tốt. Vì thế, việc học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ thành ủy đề nghị các đảng ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố phải giữ vững sinh hoạt, việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nội dung học tập bác phải được chọn lọc gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua công tác học tập, các đảng ủy phải đánh giá và biểu dương những cá nhân tiêu biểu có sáng kiến, kinh nghiệm hay trong công việc, những cá nhân có chuyển biến sau học bác. Riêng đối với chỉ thị 12, các đảng ủy cần đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, đảng ủy, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát tác phong, lề lối làm việc, qua đó nâng cao công việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ những kết quả trên, có thể thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố.